giang đôi tay nắm lấy đôi tay non nớt của em, hãy giúp em có thêm niềm tin. Minh Thiện, bệnh viện đa khoa tư nhân đầu tiên tại thành phố Tam Kỳ, góp phần hoàn thiện và đa dạng hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân. Bệnh viện Minh Thiện là nơi phục vụ thật sự hài lòng những ai đến thăm khám chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Uy tín, tận tâm, ươm mầm hạnh phúc. Kim Quảng mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình thực tế kết nối những mảnh đời kết nối ước mơ với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa Minh Thiện. Đây là một chương trình truyền hình thực tế nhằm kết nối những vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, những tấm lòng thiện nguyện đến với những cảnh đời khó khăn kém may mắn trong xã hội nhằm giúp họ vượt qua giai đoạn ngặt nghèo, tiếp tục con đường của mình với những ước mơ dang dở. Vâng, thưa quý vị, có những hoàn cảnh con người ta buộc phải gồng mình vượt lên những đau thương mất mát để tiếp tục cuộc sống, không phải chỉ vì bản thân mà còn vì những người xung quanh, những người đang rất cần họ. Vâng, chúng ta đang nói đến hoàn cảnh của anh Phan Ngọc Xô ở thôn An Trân, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, người vừa phải chịu đựng nỗi đau mất vợ và con đường phía trước của anh là tiếp tục với vai trò vừa làm cha, làm mẹ của hai đứa con thơ dại cùng vô vàn khó khăn trước mắt. Xin mời quý vị cùng theo chân chương trình đến với hoàn cảnh này. Khi chúng tôi tìm đến nhà anh Xô, cũng là lúc có nhiều bà con làng xóm cũng ghé tới thăm hỏi động viên gia đình. Trong căn nhà cấp 4 đầy không khí tang thương là bàn thờ và di ảnh của chị Nguyễn Thị Hiệp, người vừa mới qua đời sau khi sinh nở, để lại hai đứa con nhỏ dài, một bé mới vào mẫu giáo và một bé mới sinh. Thấy người lạ, nhất là người có trạc tuổi bằng mẹ mình, bé Như Thảo ban đầu ngơ ngác nhìn, nhưng sau đó quấn lấy không rời. Nhìn cảnh bé luôn tay chỉ hình của mẹ mình trong album ảnh cưới, mọi người không thể cầm lòng. Năm 2014, họ hàng, bà con chồng xóm vui mừng khi được báo tin chàng trai trẻ Phan Ngọc Xô kết duyên cùng cô gái xinh đẹp Nguyễn Thị Hiệp ở thôn kế bên. Và một năm sau, họ hạnh phúc đón đứa con gái đầu lòng Phan Thị Như Thảo. Lập gia đình và sinh con khi tuổi đời còn khá trẻ, nhưng chàng trai trẻ Ngọc Xô đã chí thú làm ăn để vun vén cho gia đình. Và năm 2020, họ vui mừng khi biết mình sắp có thêm thiên thần thứ hai là cậu con trai. Và cuộc đời không ai nói được chữ ngờ khi chị Hiệp sau khi sinh xong về nhà được 3 ngày đã đột ngột qua đời, để lại đứa trẻ mới vừa quen sữa mẹ. Thương con, thương cháu, bà Lê Thị Hòa, mẹ ruột chị Hiệp, đã xin đón cháu ngoại về nhà mình ở thôn Vịnh Giang, xã Bình Nam, Thăng Bình để chăm sóc, bởi gia đình bên nội cũng neo người. Tuy nhiên, gia cảnh hiện tại của bà Hòa cũng không khá giả gì. Một mình phải chăm lo cho cả nhà, nuôi con, nuôi chồng bệnh tật, nay sớm hôm chăm sóc đứa cháu ngoại vừa mới sinh. Thấy tình cảnh bì đá của gia đình bà Hòa, anh Xô, gần một tháng nay, bà con chồng xóm, đặc biệt là bà dì Út, đã sớm hôm phụ giúp anh Xô chăm sóc cháu nhỏ. Từ ngày vợ mất, anh Xô chật vật chạy lên chạy xuống để lo cho hai đứa nhỏ. Nhưng trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, không có việc làm nên anh cũng không thể làm được gì để kiếm tiền mua sữa cho con. Lo cho bé lớn vào mẫu giáo. Điều kiện của cháu Xô thì cảnh gò trống nuôi câu, hai đứa câu, cho nên rất khó khăn mà gửi cho ông ngụa. Bằng ngụa thì ông ngụa thì đau ốm, bị bệnh tật là mười mấy năm nay, thì gia đình ở chỗ còn chỉ một ở chỗ chị Hòa thì cũng làm vừa làm kinh tế vừa lo cho gia đình thì cũng rất khó khăn, mang là cũng thoát nhỏ hậu tâm, mang là cả ít là nhiều cũng tạo điều kiện cho gia đình cháu Xô cho mấy cháu ăn học đến nơi đến chốn. Hòn xóm của chúng tôi không có nhiều kinh phí nhưng mà chỉ có hỗ trợ là cho cháu ít thôi chứ không có nhiều, không
về mặt tinh thần đóng góp tới đây để động viên cho gia đình anh có một cái bước vững vàng để đi lên, để tìm cuộc sống sau này chứ không có thể lùi bước được. Để giúp quý vị có cái nhìn rõ hơn về hoàn cảnh mà chương trình ngày hôm nay kết nối, thì Kim Quảng sẽ kết nối quý vị với các thành viên trong gia đình để chúng ta tìm hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh mà gia đình đã gặp phải. Trước tiên thì chị thành thật là chia sẻ với hoàn cảnh không may mắn mà gia đình mình gặp phải. Chẳng ai mong mà gặp phải những cái nỗi đau, nhưng bây giờ thì mình phải cố gắng vượt qua, đúng không? Em có thể chia sẻ cho chị và mọi người biết là kể từ khi vợ mất đến nay á, thì những cái khó khăn mà mấy cha con phải đối mặt là như thế nào, và em đã vượt làm sao để có thể vượt qua được những cái ngày khó khăn nhất trong cuộc đời của mình? Dạ thì em cũng với chị là thời gian mà vừa mất có thoáng thì tình mình thì anh rất là khó khăn. Thì chấp với điều kiện của cha cháu. Cháu nhỏ thì mới có gần 3 tháng thì đứa lớn thì đi học. Cháu phụ kiện thì anh cũng thân em là cảnh đàn ông mà chăm con thì đặc biệt là con nhỏ thì rất là khó khăn, đúng không? Dạ, thì một mình em thì nuôi dưỡng hai đứa nhỏ thì không được tốt. Đúng rồi. Nên có hay là mó với gì chăm lo cho cô. Rồi từ đó đến nay làm sao để chăm sóc khi mà con nó không có được nguồn sữa mẹ, thế là em phải cho bú sữa ngoài, đúng không? Dạ thì em đi mua sữa ngoài thì phải không. Mua sữa về pha bố bình. Dạ, con bình. Thảo mình bao nhiêu Thảo của cô sao đây? Nhìn nuốt nước mãn thì nó khác biết thôi, nhiều hồi túi nằm hai cho cô ngủ. Rồi lại đây, lại đây với cô nào. Nhớ mẹ biết, biết như Thảo. Rồi như Thảo nhớ mẹ hả con? Rồi cô sẽ không hỏi nhiều đâu nghe. Cô biết con nhớ mẹ mà ha. Thôi ngoan ngoan nè. Mẹ cũng mong con ngoan ngoãn nè, con ăn ngoan, ngủ ngoan, học. Rồi con chơi với em để cho mẹ vui nghe. Nghe con? Dạ. Sau này con sẽ là chị hai chăm em nữa nghe. Rồi mình rất là mình nhờ dì Út, con là bà ngoại Út của mấy cháu lên chăm. Và là công việc hàng ngày chăm tặng tay cho cháu bú sữa rồi chăm sóc là gì bà ngoại Út lo hết, đúng không ạ? Sữa đến giờ khác thì mùi khác, vui đến giờ khóc sữa ăn khác, hay mà hát khác, ít thì mạnh khác, nhiều lắm. Sữa lưng tâm không chịu nổi. Mỗi lần nó đang khác lại nước mát hơn khác ấy thì mình khác nhiều cái tội hơn. Cũng như bố đứa trẻ khóc mà có mẹ chăm sóc mà không có. Thảo ngoan nào, cô nha, nín nghe. Sao đây? Giữ em. Con giữ em hả? Đó thôi, con lại với em. Sắp tới đây em có dự định gì không Xô? Sắp tới thì em chưa định hướng lùng được cái gì hết. Tại vì em đang làm công nhân. Bây giờ công ty hoạt động lại cho em? Dạ, công ty vẫn đang hoạt động. Động cái lùm điện em đi lùm mà em kêu thôi cho em suy nghĩ thời gian để em chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Cô được 4 năm thóng, em đang có thóng rồi. Tấm thì anh gỡ nhỏ nhỏ em rồi anh đi lộn. Vậy là gánh nặng kinh tế trong nhà là một vai bà ngoại lo hết. Từ con mấy con lo tiền bọt cho bon nằm viện làm thoát đủ thứ. Ủa chú cũng phải đi chữa bệnh hả cô? Em bệnh viện tâm thần hả? Nam bệnh viện. Đang mình mười mấy năm nên là bệnh viện tâm thần mà. Tỉnh đi đi về về hay sao? Thoáng thôi chứ. Vô ở thoáng về. Thì mới bệnh viện về đó. Vậy là ở thường xuyên trong đó? Phải là tiền cơm, tiền đi, tiền có. Bà ngoại, cái gánh nặng trên vai bà ngoại là vì bây giờ... Thì con bé hồi cũng ước hết quen là hát lồn, suy nhiên hát lồn được bụng. Điều dưỡng bệnh viện tâm thần, đang lo cho bo hát. Cứ ước nguyện như thế đó. Cứ nghĩ cho ngạc bo nam điều dưỡng kêu là ước nguyện là con sẽ lồn vô bệnh viện bộ, lo cho bo hát. Nước bo chứng lồn bo hát. Nó cứ nghĩ như thế hồi, ước nguyện như thế hồi. Bạn nhưng mà chừng bỏ rồi đi liệt bo là không ai lo chứ mình khi bo hắn nó mắc rồi thì bo hắn nổi lên đẹp không ai chịu nổi hết ngồi cửa tôn tàn hết khó ai
Bé Thảo khóc ngoan đến nào. Bây giờ bé Thảo, thôi nào bé Thảo ngoan nào. Nhưng mà bây giờ bé Thảo mong ước điều gì nhất nè? Ước con làm bác sĩ. À, con ước con làm bác sĩ để làm gì? Để khám bệnh cho bà ông Ngọt. À, để khám bệnh cho ông Ngọt, tiếp tục cái nuôi, tiếp tục nuôi cái ước mơ của mẹ đúng không? Ngoan quá bé Thảo, ngoan quá. Vậy là cô tin tưởng rằng tương lai chúng ta sẽ có một bác sĩ rất là giỏi, rất là có tâm với nghề nè. Con sẽ viết tiếp ước mơ của mẹ nha. Không khóc nữa, chúng ta ngoan nào. Mình ngoan, ăn ngoan, ngủ ngoan, học giỏi. Sau lớn lên làm bác sĩ, thay mẹ chăm sóc ông Ngồi, rồi chăm cho em, đúng không? Rồi, cô tin tưởng thì nó sẽ được. Và mong rằng tất cả mọi người sẽ cùng ở bên động viên gia đình. Thôi như thế này, đến thăm gia đình thì qua trao đổi và tâm sự với mọi người thì cảm chị cũng thấy là cả gia đình mình vẫn còn rất là đau vì cái mất mát vừa quá mới. Thôi thì trước mắt á là gia đình mình cố gắng ổn định tinh thần, cố gắng là vượt qua những cái đau thương để mình tiếp tục cuộc sống, bởi vì mình còn phải nối tiếp ước mơ đi học nè. Như bé Thảo, con mong đi học làm bác sĩ đúng không? Rồi con sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Đó là điều mà cô tin chắc ha. Một cháu bé ngoan như vậy mà cố gắng học giỏi nha con. Ăn ngoan, ngủ ngoan, học giỏi ha. Rồi đến với chương trình. Thật ra thì ekip của chương trình cũng không có gì nhiều, nhưng mà động viên tinh thần gia đình và mong là tất cả mọi người đều mạnh khỏe để chặng đường phía trước chúng ta bước tiếp được tốt. Thì chương trình đến đây cũng có một ít tấm lòng để hỗ trợ. Đây là của chương trình Kết nối những mảnh đời, Kết nối ước mơ Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Còn đây là tấm lòng của chị Phương Thùy, chị cũng gửi đến để động viên tinh thần cho gia đình. Thì của ít thì lòng nhiều, nhưng mà mong là gia đình mình vượt qua đau thương để tiếp tục. Bà Ngoại cũng cố gắng nha, mong bà Ngoại giữ gìn sức khỏe để tiếp tục lo cho cháu nè. Kim Quảng cũng mong rằng quý vị khán giả sau khi theo dõi chương trình và biết được hoàn cảnh thì mong là quý vị tiếp tục động viên. Trước mắt là chúng ta chia sẻ về những nỗi đau, động viên về tinh thần, và trên hết là tinh thần để mọi người cùng vượt qua. Và hỗ trợ, nếu có thể thì chúng ta hỗ trợ về mặt kinh tế một ít để cho các cháu có đủ điều kiện sống và tiếp tục con đường học tập của mình. Vâng, thưa quý vị, có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau chồng mất vợ, con mất mẹ? Hoàn cảnh của anh Phan Ngọc Xô và hai đứa con thơ dại thật khiến chúng ta không thể nào cầm lòng được. Hy vọng rằng sau khi theo dõi chương trình, quý vị khán giả có thể đồng cảm và hỗ trợ ba cha con về mặt vật chất cũng như tinh thần để ba cha con có thể vượt qua những khó khăn trước mắt, đặc biệt là cho các cháu có điều kiện sống tốt hơn. Mọi sự giúp đỡ của quý vị xin hãy gửi về trực tiếp địa chỉ anh Phan Ngọc Xô, thôn An Trân, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, qua số điện thoại 0979 341 745, hoặc là quý vị có thể liên hệ chương trình truyền hình thực tế Kết nối những mảnh đời, Kết nối ước mơ, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, 58 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, số điện thoại 0988 444 177. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện đã luôn đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Minh Thiện, bệnh viện đa khoa tư nhân đầu tiên tại thành phố Tam Kỳ, góp phần hoàn thiện và đa dạng hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân. Bệnh viện Minh Thiện là nơi phục vụ thật sự hài lòng những ai đến thăm khám chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Uy tín, tận tâm, ươm mầm hạnh phúc. Hãy giang đôi tay nắm lấy đôi tay non nớt của em, hãy giữ